lý do doanh nhân Vũ Thục Hiền đăng quang Hoa hậu. Nữ doanh nhân đến từ Hải Dương, Vũ Thục Hiền đăng quang Hoa hậu doanh nhân du lịch Việt Nam 2023. Với câu hỏi nếu hôm nay bà không chạm tay đến chiếc vương miện thì cảm xúc của bạn như thế nào đến từ Hoa hậu doanh nhân biển 2023? Trương Thị Tú Anh, doanh nhân Vũ Thục Hiền trả lời, vương miện là một vật phẩm rất là cao quý mà bất cứ thí sinh nào tham dự một cuộc thi sắc đẹp đều khao khát hướng tới. Nhưng theo tôi, một hoa hậu đặc biệt là một hoa hậu doanh nhân thì cần phải hội tụ đủ các yếu tố nhan sắc, trí tuệ, trách nhiệm và bản lĩnh. Cá nhân tôi cùng các thí sinh ở đây luôn sẵn sàng và tự tin để có thể chinh phục được ngôi vị cao nhất của cuộc thi này. Tuy nhiên, dù có chạm được chiếc vương miện hay không thì tôi cũng rất tự hào mình là người con của đất Việt. Và chắc chắn bằng tất cả sự tự hào và tình yêu thương đó, tôi rất muốn quảng bá hình ảnh du lịch của Việt Nam đến với bạn bè khắp Nam Châu. Tôi luôn yêu nét văn hóa của Việt Nam và những bản sắc văn hóa đặc biệt của đất nước chúng ta và tôi luôn tự hào là người con đất Việt. Phần thi ứng xử này đã giúp doanh nhân đến từ Hải Dương Vũ Thục Hiền, sinh năm 1982, chiến thắng vương miện cuộc thi Hoa hậu doanh nhân du lịch Việt Nam 2023 vừa diễn ra tối ngày 11 tháng 7 tại Đà Nẵng. Tân Hoa hậu doanh nhân du lịch Việt Nam 2023 Vũ Thục Hiền nhiều năm đảm nhận công việc biên tập viên truyền hình, giám đốc công ty truyền thông sự kiện, thành viên nhóm chủ tịch tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Herbalife. Danh hiệu Á hậu một thuộc về doanh nhân Phan Thị Thành. Danh hiệu Á hậu hai được trao cho doanh nhân Lò Thị Thương và doanh nhân Dương Thanh Nhàn. Danh hiệu Á hậu ba cũng được trao cho doanh nhân Trần Thị Huyền Trân, doanh nhân Trần Thị Thái Hòa, doanh nhân Lê Thị Khánh Dân. Danh hiệu Hoa hậu thiện nguyện gọi tên doanh nhân Lưu Thị Mỹ Hạnh khi cô có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Dự án thiện nguyện của cô sẽ được áp dụng cho hành trình nhân ái của ban tổ chức trong thời gian tới. Trong thời gian sắp tới, các nữ doanh nhân đăng quang những danh hiệu cao quý sẽ đồng hành cùng ban tổ chức để thực hiện sứ mệnh quảng bá hình ảnh cảnh quan, văn hóa, ẩm thực trong nước đến gần hơn với du khách quốc tế nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế du lịch Việt Nam.